Mời em quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục xe cũ. Ngày hôm nay thì mang đến cho anh em một chiếc xe có thể được mệnh danh là máy cày tiền. Fortuner máy dầu số sàn. Ở Việt Nam thì ngày xưa ấy là có hai chiếc xe được mệnh danh là máy cày tiền, một là ông Toyota Innova 2.0 số sàn, hai là ông Fortuner máy dầu số sàn. Máy dầu số sàn thì phải nói là cực kỳ được các văn phòng nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc họ ưa chuộng lắm. Chạy cứ khoảng 5 năm cái xong bắt đầu hết thanh lý bán lại mua loạt mới chạy. Mức giá cho thuê khô thì nó rơi vào khoảng tầm 35-40 triệu một tháng. Còn nếu mà xe này anh em bây giờ lấy về mình chạy chẳng hạn, một chiếc xe như này bây giờ mình chạy thì chắc là nhẹ nhàng một tháng tầm 20-30 triệu là ok đấy, không vấn đề gì đâu. Còn dầu giữa các thứ thì ăn rất ít, nó rơi vào khoảng tầm gần 1 lít, à gần 1.000 đồng cho 1 km di chuyển thôi. Xe thì bền lắm, chả có gì để hỏng, thì thực tế là nó cũng có gì đâu. Phần đầu này anh em có đèn halogen projector rồi, mặt ca lăng mạ chrome, đèn gầm sương mù, thế là đủ rồi đúng không ạ? Phiên bản này là 2016. Nó sẽ có cái mũi này, la răng đen này, với lại đèn nó sẽ được sơn đen nhám đấy. Còn nếu mà 15 đổ về trước ấy, thì la răng của nó sẽ là màu trắng. Bộ la răng đen nhám này nhá, 2016, con này biển tỉnh. Hiện tại bây giờ thì bên em đang chào bán là 728 triệu có thương lượng. Nếu anh em mua trả góp thì chuẩn bị trước giúp em khoảng tầm 300 triệu, gần 300. Gương chỉnh điện, cục điện này đấy, mọi thứ nó vẫn còn chắc nịch như những ngày đầu. Bậc dẫm này không cần phải lắp thêm gì cả, tất cả là nguyên bản hết. Anh em có vè che mưa này, có dán phim cách nhiệt hết rồi đấy. Ốp vành cua lốp đầy đủ. Nói chung là Fortuner là một chiếc xe cực kỳ cứng cáp. Còn nếu mà gọi là cày tiền tốt nhất, tiết kiệm tốt nhất thì không cái gì có thể vượt qua cái Fortuner máy dầu rồi. Xe này chạy hơn 7 vạn rồi đấy. Ghế thì vẫn được ghế nỉ này, nếu mà anh em giữ được ghế nỉ thì tốt. Còn thích đẹp thì anh em có thể bọc da được nhé. Lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa chả thiếu gì. 728 triệu anh em chuẩn bị trước giúp tôi khoảng tầm 300. Số còn lại thì bên tôi ngân hàng sẽ lo hết. Cam kết với anh em luôn, xe không có lỗi lầm hết. Check hãng, check gara đại lý, anh em check thoải mái luôn. Đấy. Đây vào trong nội thất một chút nhé. Fortuner thì thật ra nếu mà để đánh giá về độ rộng rãi thì chắc là bề ngang nó không rộng bằng Innova được đâu, nhưng mà ngồi cái thứ nó vẫn là thoải mái. Chủ về giữ ghế nỉ đấy, anh em về bọc lại ghế da thì ngon. Đây, ngồi rất rộng rãi, trần chiếc cái thứ bọc hết rồi. Bỏ ra hơn 300 cái về, anh em chịu khó chạy độ khoảng 2 năm là ăn nguyên cái xác xe luôn. Chạy xong 2 năm bán ngoài 5 lít ấm. Tôi không soi keo chỉ đấy nhá, bởi vì cam kết với anh em luôn là nguyên bản, không có đâm đụng ngập nước gì cả. Đây, vô lăng, gương này, chiếu hậu, chỉnh điện, cục điện này. Đây, màn DVD nhá, cam lùi lắp hết rồi. Điều hòa thì rất là mát, cần số này. Dài gang tay chắc phải 30 phân. Phanh cơ. Ok, hiện tại thì chiếc xe này nếu anh em có nhu cầu xem thì vui lòng ghé qua số 9 Thành Thái nhá. Chắc nịch. Hơn 300 phát anh em tha hồ về càn quét. Cứ đều đều lấy về mà chạy loanh quanh, ví dụ sân bay hay chạy Hà Nội. Ngày làm quốc mấy tí mà hoàn vốn. Thôi, chúc anh em sớm sở hữu chiếc xe này. Và nếu có bất kỳ nhu cầu gì mua trả góp, xem xe, định giá mua bán xe cũ, comment ở phía dưới nhé. Tôi sẽ trả lời thắc mắc cho lần lượt từng anh em một. Cảm ơn anh em.